Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 1 tháng 9 năm 2022 nha cả nhà mình nha. Thì hôm nay cái lan rừng Phú Thái của em tiếp tục lên lại một số ít rồi lan rừng nha cả nhà nha. Thì hôm nay vẫn tiếp tục lên tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp thì hôm nay về cũng được cũng khá là nhiều quá nha. Hôm qua cô chú anh chị mình có tiểu hồ điệp rất là nhiều luôn. Rồi gấm Thượng Hải nha. Rồi giá hương đuôi chồn này, giá hương tuyết quạt này, đó. Kiếm hồng hòn này, rồi hồng lan này, rồi kiếm ly hổ nha cả nhà nha, rồi hổ hồng cam, rồi combo và công hình với đắng tháng 8 nha. Thì nói chung hôm nay em được cái ít thì em chủ yếu là tiểu hồ điệp nha, tiểu hồ điệp thì rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ vô chi tiết từng loại và báo giá luôn nha. Đầu tiên vô hình số 1 là quế trắng tháng 8 này, hôm nay còn hình quế trắng tháng 8 để giá 140.000 bao ship luôn nha. Có một cây quế trắng tháng 8 này, hai cây này, đó, cây này to đùng này, hai cây quế trắng tháng 8 này, ba cây quế trắng tháng 8 này, bốn cây này, năm cây này và sáu cây, sáu cây quế trắng tháng 8 như thế này, giá 140.000 đã bao gồm phí ship rồi nha cả nhà nha, dùng đóng luôn, về cả nhà mình thả hồ ghép luôn, 144 bao ship. Hình số 1 qua hình số 2 có một cái combo này để giá 150 bao ship luôn nha. Đó, combo nha cả nhà nha, có 5 loại lan. Đầu tiên là có 5 cây chồn này, 5 cây chồn thì nó cũng hàng tầm bé bé như thế này cả nhà, 5 cây chồn, một đống kim điệp nhựa này, đó, kim điệp nhựa giờ cả nhà vô chậu rồi, rồi một đống tóc tiên này, tóc tiên thì nhiều đây quá trời luôn, rồi hòn thả môi tu này, đó, một đống môi tu như thế này, vô chậu cũng to đùng luôn và được 8 cây hổ hồng cam nha, 8 cây hổ hồng cam xếp như thế này, đó, cả nhà cũng vô được một chậu rồi, 8 cây hổ hồng cam này, môi tu này, tóc tiên này, kim điệp nhựa này, cái này là kim điệp nhựa nha cả nhà nha, và chồn, combo 5 lọ như thế này, đó, mua một dãy như thế này, giá 150 bao ship. Hình số 2 qua hình số 3 em có hóa hồng cam nha, hóa cam để giá 150 bao ship này, đó, hóa hồng cam cái này hàng về không nha cả nhà, về này cả nhà ghép thế thác đổ cho em, một về hóa hồng cam này, đó, một mẹ 3-4 con gì đây, ghép thế thác đổ cho em, là một này, đây có một về móc câu này, một mẹ một con là hai này, đây có một về móc câu này, đó, một về thác đổ thôi, một mẹ hai con là ba về này, và đây một về này, trời, một về một mẹ 4 con, về này rất là đẹp luôn cả nhà này. Đó, một về rất đẹp luôn là 4 về này, đây thì một về nữa, đó, về này cũng rất là đẹp luôn, thế thác đổ này 4-5 đầu ngọn như đây là 5 và đây thêm về hai ngọn nữa này, đó, về đây ngọn mẹ như bị lỗi cả nha, một về này, hai này, ba này, 4-5 sáu về này giá 150 bao ship. Hình số 3, hình số 4 giá 140 bao ship nha, cũng là hổ hồng cam luôn, đó, có cây mẹ con cả nhà, một cây này to này, mẹ con này, đây một cây này, một mẹ này, đó, hàng lá mít xếp luôn cả nha, một mẹ hai con là hai này, ở đây một mẹ hai con nữa cả nha, cái ngọn mẹ chắc phải lỗi đâu là ba này, đây có một mẹ hai con này, đó, hàng lá xếp rục như thế này đẹp nè, 4 này, đây có một cây một mẹ con là 5 này, đây có một cây một mẹ hai con này, đó, cái lá ngọn nó bị gãy chứ cái ngọn không bị sao nha cả nhà nha, đó là 6 này, ụt cái đây một mẹ ba con này, ba con nhỏ dữ, cái này cũng lá ngọn nó bị lỗi nha cả nhà nha, đó, cái lá non đang bắt đầu nhú lên đó là 7 này, và đây một cây mẹ con là 8, cái này thấy đứng về cả nhà mình ghép chậu rất là đẹp luôn nha, 140 bao ship này, đó, toàn là hàng về mẹ con như thế này, 140 bao ship nha. Hình số 6 rồi bắt đầu hình số 7 đây tiểu hồ điệp nha, tiểu hồ điệp của chú anh chị em đặt rất là nhiều luôn, chưa có gửi được cả nhà này, em dắt dây luôn mấy chục thằng ngày qua mà không đủ luôn, hôm nay giờ lại luôn. Số 7 đây giá 130 bao ship này, một cây đó, nói chung là như cây đẹp nha, một này, đây một khóm này, ba cây nữa này, hoa cả nhà là hai này, đây một về nữa là hai ngọn này, đó, những cái này bắt đầu nó ra nhánh ngọn hoa nữa cả nhà này, hoa trên đầu bị hết rồi, giờ ra tiếp nhánh này là ba này, đây một cây nữa, to nữa này, đó, cây này bắt đầu ngọn hoa đã gãy đầu, giờ lên tiếp hai ngọn hoa nữa cả nhà này, đó, cái tiểu điệp mình chơi hoa rất là dài, rất lâu nha cả nhà nha, phải tầm mấy tháng đó. Mấy rồi, 4 rồi. Đây một cây này, Mitsep chỉ thiên rồi, Mitsubishi này, đang lụ hoa này. 5 này, đây cây nữa này, 6 này. Đây một dè nữa này, hoa đẹp cực kỳ cả nha, hoa màu rất là đẹp luôn. Chùm này 4-5 ngọn luôn. 7 này. Và đây mà hai cây Mitsu nữa này. Đó, 8 này. Đây một ngọn hai này, đây cái màu khác này cả nhà. Cái này màu hai màu luôn này. 9 này. Đây một cây nữa này, đó, cái ngọn hoa này hết rồi, quả tiếp tục ngọn hoa này nha, 9 này, 9 hay 10 rồi, ôi nhiều quá nãy giờ,
đây cây nữa này, cây hoa đẹp này. Ở đây cây hai ngọn này, ở đây cây hai ngọn này đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 đó, cả về cả hôm cả cây 11 lắm này, giá 133 ship. Những cây đẹp cái nha, cái này vô một tác phẩm luôn, đẹp luôn, hình số 8 cũng 133 ship luôn, cũng tiểu điệp luôn. Một về này hai ba ngọn gì đây đó, đây một về này. Ủa, về này đẹp chưa, ba ngọn này đó, hai này, đây một chùm nữa này đó. Những cái ngọn lựu hoa lắm vẫn còn nha cả nhà nha. Là ba về này, đây một về hai ngọn này đó, cây to đẹp đẹp. 4 này, đây một cây mẹ con này. Ủa, thì hoa đẹp chưa, đang còn lựu hoa này. Là 5 này, và đây một đây. Ủa, trời, cái này đẹp chưa, nhìn đẹp chưa đó, nguyên một cái cây nha, cây này quá đẹp luôn. Rồi 130 luôn, bao ship luôn, hình số 8. Số 9 cũng 130 bao ship luôn nha, cũng tiêu điệp luôn này. Một về là cộng là ba ngọn này, đây một cộng là hai ngọn là Mitsubishi này, và đây một về này, về này đẹp chưa đó, toàn là Mitsubishi nha, là ba này. Đây một về nữa này, hai ba ngọn này, có tiền tháng là 4 này. Đây một về nữa này đó, cái về này thì có một số lá này xấu, nhưng mà toàn cái Mitsubishi này cả nhà này, là 5 này. Đây một về nữa này, có trường nhân tháng này, hàng Mitsu này, 6 này. Đây một về nữa này, đó, đang nụ hoa này, 7 này, và đây hai cái Mitsu này, đó, Mitsu xe là 8 này, quy một đống luôn, giá 130 bao ship nha, giá 9 nha. Số 10 cũng 130 luôn, em bao ship nha. Đầu tiên có một về này, nó hàng Mitsubishi, nó mọc chi chít đầu ngọn đây luôn này, họ rất là đẹp luôn. Và đây thì một về Mitsu nữa này, đó, rất là nhiều đầu ngọn là 2 này. Đây một về này, Mitsu bắp sen này, có cái thuyền thanh thảo này, là 3 này. Đây một về nữa này, đó, rất là nhiều đầu ngọn này, toàn hàng là Mitsu nha. Là mấy đâu, 4 này. Đây một về này, ui trời, mít đồng xu này, đó, chi chít đầu ngọn này, là 5 này. Đây một về Mitsubishi này, ui trời, cái màu hoa hồng phấn đẹp quá nha. Đó, chùm này nữa, là 6 nguyên cái cầm này luôn, hết luôn, giá 133 ship số 10. 11 cũng 130 luôn, bao ship luôn nha. Ủa, 11 xin lỗi cả nhà, 140 nha. Cái này 140 luôn cả nha. Hình này là một về này. Đó, Mitsubishi. Có trường thanh thảo quy một về như thế này, có rong rêu đồ xanh đẹp chưa? Một này. Đây thì một cụm Mitsubishi nữa này. Đó, rất là nhiều ngọn này luôn. Là 2 này. Đây thêm một về Mitsubishi nữa này, ba ngọn là 3 này. Đây nữa này, 4 này. Đó. Và thêm đây một cụm to nữa này, 5 này, rất là nhiều đồng ngọn này đang con nụ này. Đó. 5 cụm này, giá 143 ship phần số 11. 12 thì giá 103 này. Em bao ship được cũng tiểu điệp luôn này. Đây một về này, có trường xanh thảo này. Đó, rất là nhiều ngọn như này. Một về này. Đây thì một về nữa này. Đó, cũng có trường xanh thảo này. 2 này. Đây một về nữa này. Đó, rất là nhiều ngọn là 3 này. Đây thì một về nữa này, 3 4 ngọn ở đây, 4 này. Và đây thì một cụm nữa này. Đó, Mitsu hết nha. 5 này, giá 133 ship 12. 13 giá cũng 130 luôn. Em bao ship luôn. Một về này, có cái trường hiện tại cái này giờ cả nhà ngâm nước nó nở ra đẹp lắm nha cả nhà nha. Chẳng qua nó khô á thì nó héo lại thôi. Có nước vô thì nó tươi lại liền. Một về này. Đây một cụm luôn này. Đó là 2 này, đây một về nữa này, đó đẹp chưa, có cái trường thành 6 có cái tiêu điệp là 3 này, và đây một cụm nó đẹp nữa này, là 4 này, đó đẹp 133 ship. Hình số 14 giá cũng 130 luôn, em bao ship luôn nha. Hình này có cái gì để mà nhiều dưới này. Ủa, đây là một về to là cả nhà này. Ủa, về này đó, một về to này. Một này, đây thêm một cụm nữa này, đó, những cây này thì lá nó hơi xấu tí nhưng mà nguyên cụm này cả nhà mình về bỏ vô chậu. 2 này, 3 này, 4 này, cái này lá bự vô, 5 này, đẹp chưa, và 6 này, cây ho này, một đống như thế này luôn, giá 133 ship luôn, cái này nguyên một đống luôn, đó, giá 133 ship, có cây, có mấy cây lá nó không được đẹp. Và số 15 giá có 130 luôn, bao ship luôn nha.
một về này, đẹp chưa? Ui, trời, tiểu vô địch này, trường xanh thảo này, chung này, nó đẹp luôn. Một về này, thêm đây một cặp Mitsubishi này, đẹp chưa? Con cái nhỏ dưới là hoa này, hai này, rồi đây thêm một cụm nữa này, rất là nhiều đồ ngọn, đang là ba này, đây thêm một cụm nữa này, còn là Mitsubishi như thế này là bốn này, ở đây thêm một về nữa này, đó rất là nhiều ngọn đây là hoa này, là năm này. Đó, viên cầm cầm như thế này, giá 130, bao ship 15, 16 cũng giá 130 luôn, bao ship luôn. Nguyên một về này, đó, một này, đây một về nữa này, có trường thanh thảo, có cá thiếu điệp Mitsubishi này, là hai về to này. Ở đây với một về nữa này, nó có nhiều đồng ngọn luôn, là ba này. Ở đây thì một về nữa này, đó là bốn này, bốn về này to đùng luôn. Giá 130 bao ship luôn nha, hình số 16 nha. Rồi qua số 17. 17 giá 130 bao ship này. Một về này, đó, có rong rêu, có hai cây tiểu điệp này. Đây thì một về nữa này, thì hò cả nhà Mitsubishi không này. Là hai này. Qua đây một về to đùng, trời cái về này to luôn. Rất là to luôn. Đó, một về to đùng như thế này. Là ba này. Lên thêm một cụm như thế này nữa. À, là 4 này. Rồi giá 130 bao ship luôn, hình số 17. 18 thì giá 150 này. Bao ship luôn nha. Một cái bảng tiểu hồ điệp và trường thanh thảo nó mọc rất là đẹp luôn. Đó, một cái bảng như thế này. Đó, mọc theo cái chiều dài như thế này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, trường thanh thảo và tiểu hồ điệp. Một này. Thêm đây một về nữa này. Ui, về là đẹp chưa? Cả trường thanh thảo, cả tiểu hồ điệp nhìn rong rêu nó đẹp quá nha. Là hai về này. Và đây một về Mitsubishi này, hoa này. Đó, nhiều ngọn luôn. Ba về này giá 150 nha. Ba như này đẹp này, 150 bao ship hình số 18. Và số 19 thì giá 140 này. Bao ship luôn nha. Có một về này, trường thanh thảo tiểu hồ điệp này. Dài thông lọc luôn này, 21 này. Một về này, trường thanh thảo và tiểu hồ điệp chi chít này luôn, theo bonsai rất đẹp luôn. Bỏ lại cái chậu kiến này đẹp luôn, hai này. Nguyên một về là này. Đó là ba này. Nguyên một cầm nữa này, bốn này, đây nó năm này, năm tư bao ship thằng cổ xin được đó nha. 20 giá 130 bao ship này. Một về trường thanh thảo và tiểu điệp này, chung này, cái này giờ ngâm ngâm nước vô là nó tư ra liền nha. Nguyên đây một cầm nữa này, ôi, ôi, ôi. Đó, tiểu điệp đang còn cái lồng ngầm ho này. Đó, hai này. Và lại quy một cái về ta đùng luôn. Cái về này nó nặng chắc gần ký luôn, ký đâu. Đó, mà liệu đây này, nó mọc thế như thế này. Nên cái hôm nay cái về này bán rẻ này. Đó, những cây to đẹp nha. Quá trời đây luôn này. Rồi ba về này giá 130. Bao ship luôn nha. Hình số 20. 21 thì giá 130 luôn, em bao ship luôn nha. Một về Mitsubishi này, mấy ngọn đây, hai hai này, càng khổ bệnh, ba ba này, bốn này, cả nhà thông cảm nha, em bị khang cổ, năm này, đó, cả các trường thanh thảo tiểu điệp, và đặc biệt một giờ này, sáu này, ui trời, giờ này đẹp cực kỳ cả nhà, giờ này lắm mít cục su. Mitsubishi luôn. 21 giá 130 bao ship nha, vườn đóng rồi luôn. Rồi 22 cuối cùng này. Để giá 190 nha. Em bao ship này nha. Đầu tiên có một cái dền nó vàng rực rỡ luôn cả nha, rất là đẹp luôn. Cái này nó vàng vàng nắng cả nha. Lá nó vẫn còn dày cứng nha chứ không phải bị héo rồi đâu, không có gì đâu. Nó vàng, cái màu vàng sao nó đẹp chưa? Quá. Một cái cụm này, một cái dền đẹp chưa? Vàng như vàng 4 số 9 luôn, một về rất là đẹp luôn. Và thêm đây một về nữa, về này cũng quá là chất lượng luôn quá nha. Ui, trời, đẹp chưa, trường thanh thảo này, tiểu điệp này, hai về này giá 190 nha, vô cho em hai chậu rất là đẹp, màu rất là đẹp luôn. Cả nhà mình thấy cái màu vàng rất là tươi nha, 190 bao ship. Hình số 22 qua 23 lên kiếm tiền vũ này, hàng con luôn này, để giá 130 bao ship này. Hàng con lùng rất đẹp luôn, một về hai ngọn hai thân này. Đó, hàng con lùng tầm 20 phân.
Đây quy một về đây ba bốn thân đây. Ui, trời một chi chít luôn này. Đó, hàng con lùng rất là đẹp luôn, hai này. Ở đây một về hai thân này. Đó, hàng con lùng rất đẹp luôn, ba về này giá 133 ship nha. 33 24 thì giá 140 này, bao ship luôn, cũng kiếm tiền vũ hàng con lùng nha. Đâu đây này. Một về hai thân này, lá rất là đẹp luôn, xếp rễ quạt rất đẹp luôn. Về đây có hai thân này, đó lá to luôn đó nha. Mà về này cũng hai thân này, rất là đẹp luôn. Bạn lá bự này, ở ba giờ này lá to lá bự. Đó. Giá 140 bao ship phần 4. 25 là lên dáng hương đưa chồn, nhận đại dáng 133 ship này, có 6 cái chồn, lựa 6 cái chồn xếp đẹp quá nha, một cây này đẹp cực kỳ luôn, hai cây này đó, ba cây này, bốn cây này, năm cây này đó, và 6 cây chồn xếp đẹp như thế này, chồn rất là đẹp luôn, 133 ship, 25, 26 thì giá 150 nè, đem ba ship là cũng chồn nha, cây to nha các nha, một cây to này. Hai cây to này, ba cây to này, bốn cây to này. Ui, trời cây này nó to kinh khủng luôn, và đây thêm cây nữa, năm cây to, năm cây trồng to như thế này, giá 150 bao ship luôn nha, hình số 26 nha, 150 bao ship. Hình sao 27 thêm lên dáng hương rễ quạt nha, 27 hôm nay lên dáng rễ quạt để giá 200 bao ship này. Một cây nó xếp cực kỳ đẹp luôn, cây to xếp đẹp luôn, hai cây to xếp đẹp luôn, ba cây này, to xếp đẹp luôn này, bốn cây này, ui trời cây này thì quá chất lượng luôn, và năm cây, năm cây đều hết như thế này, quá chất lượng luôn, cậu nó quá đẹp luôn, 200.000 bao ship luôn, hình 27, 28 giá 180 bao ship cũng giá hơn rẻ quạt nha. Đầu tiên có một cây này, một cây to này. Đó, xếp thẳng đẹp luôn, thêm một cây to xếp thẳng đẹp nữa, đó quá đẹp luôn, và thêm một cái nhỏ này, cả nhà mình ghép cho ba cái này ghép vô chậu đi. Hai vợ chồng một đứa con, giá 183 ship, cây đẹp xếp đẹp nha, hình 28, 29 là lên kiếm hồng hòn nha cả nhà nha, đó để giá 133 ship này, có hai vợ kiếm hồng hòn ấy nè, đẹp luôn, một vợ và hai vợ này, đó, hai vợ to đẹp như thế này, giá chỉ còn 133 ship là hình 29, 30 cũng hai vợ này, ô cũng hai vợ to đẹp như thế này. Giá cũng 133 ship từ từ đó Phương à. Để lại lát anh chọn ra nữa. 30 cũng 133 ship chứ mày bỏ gì lát lộn xộn là dân tìm lắm đó. 31 á là 200 này cho một dê to đùng này. Quá đẹp luôn, cũng là kiếm hồng hồng luôn. Lộn quá. Rồi, 233 ship hình cho 31. Đẹp chưa? Một cái dê này vô cái chậu quá đẹp luôn. 200.000, 31 bao ship luôn. 32 lên đi lăng kiếm chung hay gọi là lưỡi hổ cả nhà, kiếm lưỡi hổ 230 giờ kiếm lưỡi hổ này, ba thằng này đẹp này, dường như đang có cái nụ cả nha, nụ này, nụ sao mà cái này thường thường ra hoa mùa xuân mà sao hôm nay nó lại tích ra nụ hay là mầm đây, cái mầm cái này rất là tròn luôn, chắc em nghĩ là nụ đó. 230 cho cái gì lưỡi hổ này, 33 về hả hồng lan nha, để giá 250 hay một giờ hồng lan ba thằng đẹp chưa, đó một cái giờ hồng lan ba thằng này 250 ba ship kiếm hồng lan nha cả nhà nha. 34 là gấm Thượng Hải này, để giá 150 bao ship này. Có một cái gấm Thượng Hải này. 2 này. 3 này. 4 5 này. 6 này. 7 này, cái to này. 8 này. 9 này. 10 này. 13 cây, ba cái này xếp rất là đẹp cả nhà này. 13 cái gấm Thượng Hải này giá 150 bao ship, vui một đống luôn. Về cả nhà thao biết luôn, 150 bao ship hình số 34, 35 cũng 150 luôn, em bao ship luôn nha, cũng là cấm Thượng Hải nha. Đầu tiên có một dê này, đó một mẹ này, chi chít đầu con dưới đây, rất đẹp luôn, dê này trồng thẳng rất đẹp luôn. Đây một cây nó là hai này, đây cây nó là ba này, đây cây nó là bốn này, và đây cây xếp như thế là năm này, đó năm cây này vô chậu, rất đẹp luôn. Giá 150 bao ship hình số 35 nha. Rồi hôm nay em lên được 35 hình, cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.